Xin chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài thuốc rất hay mà cuộc sống chúng ta thường gặp phải. Đó là bài thuốc chỉ trị bệnh ho, dứt điểm ngay luôn. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nghe, các bạn thấy và các bạn biết. Mình đã dậm trên thuốc mà đi, đúng có thật. Đấy, hôm nay mình sẽ nói cho các bạn về loài cây này, đó là loài cây khỉ. Trên nhân gian chúng ta gọi là cây khỉ. Tôi ở Quảng Bình thì họ nói đây là cây khỉ mà tôi cũng tìm hiểu và đã thử nghiệm, nó đã rất thành công. Cây này thì nó mọc ở rất nhiều nơi, nhưng tôi để ý thì nó mọc dọc hành lang đường giữa nhà các người dân á, là tôi thấy nó mọc rất nhiều. Cây của nó đã đặc điểm là nó có lông màu xanh lá đậm đấy ha. Các bạn nhìn kỹ đấy sẽ thấy đấy nha. Cuộc sống chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều những bài thuốc rất đơn giản, nhưng chúng ta đã dậm trên mà đi. Đấy. Mình thấy rất nhiều nơi luôn á. Cái này cách dùng thì các bạn nhổ cả cây cả rễ, nhổ hết về rửa sạch, sau đó đâm giả lấy nước và uống. Đấy. Một ngày uống 2 đến 3 lần, chỉ cần uống 2 đến 3 lần thôi. Duy trì thì khoảng 3-4 ngày là nó sẽ hết điểm ngay luôn. Rất hiệu quả. Tôi đã thử nghiệm, rất hiệu quả. Đấy. Và tôi thì cũng hay thích tìm tòi về các cái loại thuốc nhân gian. Thì mong quý vị là cho tôi cái like để ủng hộ tinh thần. Và bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái bài thuốc mà tôi tìm hiểu từ nhân gian ra. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình. Thì có gì các bạn hãy comment ở phía dưới để giúp tôi củng cố thêm cái kiến thức về y học, cũng như là bài thuốc dân gian mà các vị biết mà khi đó tên chúng tôi gọi thì loại khác. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi, xin chào quý vị.